Chào các em học sinh khối 6. Các em lắng nghe thầy giảng lại bài 1, 2, 3 học kỳ 1 sách giáo khoa tiếng Anh 6 Alan Smart World để chúng ta chuẩn bị làm bài kiểm tra giữa kỳ. Rồi. Ở bài 1 chúng ta ôn lại thì hiện tại đơn. Chúng ta nhìn vào trong bản tóm tắt về thì, chúng ta phải lưu ý thì hiện tại đơn chia làm hai loại động từ để tự vì hai đoạn từ này nó khác nhau với động từ be và động từ thường khác nhau nha. Ở thầy khẳng định thì mình dùng động từ be ở ba dạng am, is hay là are. Cụ thể chúng ta nhìn vào chúng ta thấy đó ha, I am. Phủ định là I am not. Nghi vấn thì đảo động từ be lên đầu. Yeah. Rồi tương tự như vậy là chúng ta có you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Phủ định là thêm not vào. Thể viết đầy đủ và thể viết tắt. Nha. Yeah. Với động từ thường thì chúng ta lưu ý. Động từ thường nó không giống động từ be. Như vậy động từ thường là động từ gì? Động từ thường là những động từ mà nó diễn tả những hành động hàng ngày đó. Thí dụ như đi, ăn, nói, ngủ, nằm, vân vân. Động từ thường. Còn động từ đặc biệt chúng ta chỉ có một vài động từ thôi. Thì chúng ta chỉ mới học có động từ be là đặc biệt. Còn những động từ thường là còn lại. Thì lúc này chúng ta phải phân biệt các chủ từ I, you, we, they dùng động từ nguyên mẫu. Nhưng các chủ từ he, she, it gọi là chủ từ ngôi ba sết đó, thì động từ mình phải thêm s hoặc thêm es nha. Rồi thêm s hoặc thêm es là chúng ta đã biết quy tắc rồi, phải nhớ ha. Những động từ tận cùng bằng o, s, x, ch, sh và z thì phải thêm es, còn lại là thêm s thôi. Thêm phủ định thì chúng ta phải lưu ý các chủ từ I, you, we, they dùng trợ từ do thêm not, viết nguyên là do not, viết tắt là don't, rồi động từ phải nguyên mẫu. Chủ từ ở ba set he, she, it thì trợ động từ là does thêm not, viết tắt là doesn't, và dĩ nhiên động từ phải nguyên mẫu luôn. Thể nghi vấn thì I, we, they dùng trợ từ do đảo ra trước chủ từ và cuối cùng có chấm hỏi. Còn chủ từ ở ba set he, she, it thì dùng trợ từ does đảo ra trước và đằng sau có chấm hỏi. Rồi đó là thì hiện tại đơn, công thức của nó là như thế. Dùng thì hiện tại đơn dùng làm gì? Nó diễn tả hành động thuộc thói quen hàng ngày theo chu kỳ hay sự thật chân lý không đổi, thường dùng với những chữ là always, usually, frequently, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never. Every, thí dụ every day, every Tuesday, every Sunday, every weekend, on Sundays, hoặc là on Tuesday, vân vân. Lấy ví dụ, Hoa is always a good student. Với động từ thường nè, Hoa luôn luôn là học sinh giỏi, đây là sự việc thường xuyên xảy ra ha. She never gets bad marks. Học sinh giỏi cho nên cô ta không bao giờ bị điểm xấu cả. Ha. Long doesn't like football. Long là người ba sết. Thì đó trong từ phải là doesn't. Ở thầy phủ định. Long không thích bóng đá. But sometimes watches it on TV. Nhưng đôi khi lại xem nó trên truyền hình. Thầy phủ định doesn't like. Thầy khẳng định chủ từ người ba sết cho nên động từ phải thêm es vô. Câu hỏi, do you know how to use a computer? Bạn có biết cách sử dụng máy vi tính không? Biết thì trả lời, yes, I do. Không trả lời, no, I don't. Rồi. Thì hiện tại đơn còn dùng để diễn tả các sự việc thuộc về thời khóa biểu hoặc lịch trình đã được định sẵn. Tuy nhiên, chỉ có một số ít các động từ được dùng theo cách này thôi.
đó là open, close, begin, end, start, finish, arrive, leave, come, return. Chỉ có những động từ này. Có nghĩa là cho dù nó có cái thời gian là tương lai thì nó vẫn dùng thì hiện tại đây, mặc dù cái ý tương lai. Thí dụ, the museum opens at 10 tomorrow morning. Sáng ngày mai, bảo tàng mở cửa lúc 10 giờ. Đây là cái giờ hoạt động của bảo tàng. Hôm qua cũng mở cửa 10 giờ. Hôm nay cũng mở cửa 10 giờ. Ngày mai cũng mở cửa 10 giờ. Nó là cố định. Mỗi ngày nó như thế hết. Đều đều như thế hết. Thì cho dù có ý tương lai đây là tomorrow morning, chúng ta vẫn dùng thì hiện tại đây. Ha. Ở trong bài 1 thì chúng ta học về thì hiện tại đây. Ngữ pháp chỉ có thì hiện tại đơn thôi, với các công dụng như thế. Qua bài 2, bài 2 thì chúng ta có các liên từ and và or. Dùng and khi chúng ta nói ở câu khẳng định, dùng or khi chúng ta nói ở câu phủ định. Thí dụ, I like milk and chocolate. Tôi thích sữa và sô-cô-la. Thì dùng and, câu khẳng định dùng and. I don't like coffee or tea. Tôi không thích cà phê hay trà. Phủ định phải dùng or, không được dùng and. Rồi chúng ta học về đại từ sở hữu my và yours. Chỉ mới hai đại từ sở hữu này thôi. Mặc dù chủ từ chúng ta gồm có cả you, we, they và he, she, it. Ha. Chúng ta chỉ mới học hai cái này, nhớ hai cái này thôi. Dùng đại từ sở hữu khi danh từ đã được đề cập tới, đã được nói trước. Thí dụ nè, this is my pen. Đây là cây bút của tôi. Thì my là tính từ sở hữu nha. Sao tính từ sở hữu phải có cái danh từ? Đây là cây bút của tôi. Danh từ đã được đề cập rồi. Cho nên lúc hỏi còn cây bút của bạn ở đâu thì không cần phải nói where's your pen như thế này, mà chỉ cần nói where's yours. Còn cây bút của bạn ở đâu? Yours hàm ý là your pen. Nhưng do chữ pen đã được nói trước rồi, cho nên mình chỉ cần nói chữ yours thôi là được rồi. Your bike is expensive. Xe đạp của bạn thì đắt tiền đấy. But mine is cheap. Nhưng xe tôi lại rẻ tiền thôi. My này chính là my bike. My này là đại từ sở hữu, dùng để gộp luôn cả cái danh từ bike vào trong đó. Ha. Bike đã được nói trước rồi, cho nên không cần dùng bike nữa. Không cần biết là my bike, mà chỉ cần nói mine là hiểu nha. Bài số 3 chúng ta học qua thì hiện tại tiếp diễn. Công thức: chúng ta có chủ từ cộng động từ to be cộng verb in. Rồi, ai thì dùng em verb in, we, you, they dùng a verb in, he, she, it dùng is verb in. Thể phủ định thì thêm not vào cho các động từ be. Thể nghi vấn thì đảo các động từ be lên đầu. Thì hiện tại tiếp diễn dùng để làm gì? Dùng để diễn tả hành động đang diễn ra vào thời điểm của lời nói ở hiện tại. Vào thời điểm của lời nói ở hiện tại có nghĩa là ở thời điểm hiện tại mà mình nói ra một câu nào đó và trong cái hành động trong câu đó nó đang diễn ra luôn, thì gọi là thời điểm của lời nói ở hiện tại. Cái dấu hiệu về thời gian là thường dùng với chữ là at present, now, at the moment, at the present time. Bốn cái, năm cái cụm này đều có nghĩa là vào lúc này nha, vào lúc này, bây giờ, vào lúc này, hoặc là hôm nay, hoặc là tonight, hôm nay, tối nay, hoặc những câu cảm như là be quiet, keep silent, look, listen. Bởi vì lúc mà mình kêu yên đi, nhìn kia, nghe này, là lúc đó cái hành động đó đang diễn ra, hành động gì đó nó đang diễn ra. Hoặc hỏi là cái gì đó ở đâu hoặc ai đó ở đâu mà lúc đó người ta đang làm việc gì đó thì cũng chỉ hiện tại tiếp diễn luôn. Hiện tại tiếp diễn còn diễn tả sự thay đổi tạm thời so với bình thường và sự sắp xếp sẵn công việc. Thí dụ. Rồi. Giờ này tôi đang dùng cơm trưa. I am having lunch now. Hôm nay cô ta nấu ăn cho gia đình. Hôm nay là sự việc tạm thời thôi. Câu này hàm ý là hàng ngày cô ta không có nấu ăn cho gia đình. Chỉ hôm nay cô ta mới nấu thôi. Hàng ngày là chồng hoặc là chị em gì đó nấu, nhưng hôm nay cô ta lại nấu.
thì một sự việc thay đổi so với hàng ngày, mình dùng thì hiện tại tiếp diễn luôn. Today she is cooking for her family. Look, it is coming. Nhìn kìa, nó đang tới đấy. Lúc biểu người ta nhìn là hành động đến, nó xảy ra. Cho nên phải chia. It is coming. Hiện tại tiếp diễn. Thí dụ hỏi, where are they? Họ đâu rồi? Lúc hỏi thì họ đang làm hành động gì đó, thì vẫn phải chia hiện tại tiếp diễn. Cho dù hỏi nơi đâu, they are doing the exercises in the library. Họ đang làm bài tập trong thư viện đấy. À, hỏi ở đâu, ở trong thư viện đấy, mà lúc trong thư viện này là đang làm bài tập luôn, thì dùng hiện tại tiếp diễn. We are having a barbecue tomorrow. Can you come? Đây là một sắp đặt sẵn nè, một kế hoạch sắp đặt sẵn nè, định sẵn đây nè. Lúc đó chúng ta thấy hiện tại tiếp diễn không dịch là đang nữa, mà phải hiểu là sẽ. Chúng tôi sẽ có một bữa tiệc sân vườn vào ngày mai. Bạn đến tham dự chứ? Ha, lúc đó là sẽ nha, sẽ. Cho nên tùy theo ngữ cảnh mà chúng ta hiểu là đang hay là sẽ nha. Rồi. Trong bài số 3 này chúng ta còn học về thứ tự của tính từ nha, thứ tự tính từ. Thì tính từ chúng ta biết rằng tính từ có nhiều loại tính từ lắm, nhưng mà trong nội dung bài này chúng ta chỉ học 3 loại tính từ thôi. Đó là tính từ chỉ kích thước, hình dáng và màu sắc. Và thứ tự của nó là như thế luôn. Kích thước trước, rồi hình dáng, rồi màu sắc. Thí dụ như nói, cái bàn đỏ, tròn, to. Tiếng Việt với tiếng Anh nó ngược nhau. Cái bàn đỏ, tròn, to. Thì tiếng Anh phải xếp big là kích thước nè, trước. Rồi hình dáng là round, tròn nè. Rồi màu sắc là red nè. Rồi, đó. Đó là toàn bộ ngữ pháp trong bài 1, 2, 3 nha. Rồi còn cấu trúc của bài làm thì chúng ta sẽ xem thầy nói sau đây. Rồi, chúng ta sẽ cần ôn nè, các dạng bài nè. Rồi, về âm, chúng ta sẽ coi các âm được gạch dưới đó, những chữ cái được gạch dưới đó, âm nào đọc khác với ba âm còn lại sẽ loại ra. Cái này, cái phần ôn tập này thì tuần sau và tuần sau nữa trong lớp các thầy cô sẽ cho chúng ta và chỉ chúng ta cách ôn. Giờ thầy nói trước để chúng ta biết, còn cụ thể thì phải ở trong lớp mới hiểu rõ ràng cặn kẽ hơn. Ở đây video chỉ có giới hạn thời gian thôi, không thể nói hết. Rồi, phần thứ nhất về âm, phần thứ hai dấu nhấn. Ha, dấu nhấn có nghĩa là gì? Từ tiếng Anh từ hai âm trở lên thì có một cái âm nhấn mạnh, những âm còn lại không nhấn mạnh. Thí dụ center âm 1 nè, balcony âm 1 nè, basement âm 1 nè, apartment âm 2 nè. Như vậy là đáp án là câu D nó sẽ khác với những từ còn lại. Đó là chọn về âm. Rồi chúng ta chọn trắc nghiệm. Thì trắc nghiệm là chúng ta phải học từ vựng và ngữ pháp. Ngữ pháp thầy mới vừa giảng lại đó. Từ vựng thì mình phải học nghĩa từ thôi. Rồi mình coi câu, cái chỗ đó điền từ gì cho nó hợp nghĩa, ngữ pháp nào cho nó đúng cách. Ha, là về phần trắc nghiệm. Đây là bài ôn, bài luyện, cho nên là chúng ta có nhiều câu thôi, chứ còn bài thi thì không tới, không có nhiều. Rồi, về bảng hiệu, chúng ta phải nhìn bảng hiệu và hiểu biết bảng hiệu đó nói gì để chọn đáp án cho nó đúng nha. Đoạn văn, chúng ta đọc đoạn văn rồi chúng ta quyết định xem coi những câu người ta yêu cầu mình hiểu đó là đúng hay sai, true or false. Rồi ngoài ra có thêm hai câu trắc nghiệm về nội dung của bài, mình phải hiểu rồi mình mới chọn trắc nghiệm được nhé. Đoạn văn tiếp theo là đoạn văn gọi là close text, là đoạn văn điền vào chỗ trống đó. Chúng ta sẽ coi những cái câu ở bên dưới, các option A, B, C, D, option nào phù hợp với từng chỗ trống để mình điền vào, kết hợp giữa hiểu nghĩa và chọn đúng cấu trúc ngữ pháp để điền nha. Rồi, dạng tiếp theo, cái dạng này là đặc biệt lưu ý, nó rất mới mẻ so đối với chúng ta. Thì cái này
là một cái hoàn toàn khó. Cho nên là ở trình độ lớp 6 thầy cô chỉ cho giảng dễ thôi. Cụ thể như thế nào thì trên lớp thầy cô sẽ giảng kỹ và chúng ta phải cố gắng học. Có nghĩa là các từ loại trong tiếng Anh đó mình phải học. Ở đây thì nó chỉ giảng bài tập này nó chỉ có tập trung 4 giờ loại, đó là danh từ, động từ, tính từ, trạng từ nha. Rồi ở trong hoạt đơn là loại từ gì không cần biết ha, nhưng trong cái chỗ trống này phải đúng loại từ. Ở chỗ này người ta có thể cho danh, động, tính, trạng gì cũng được, nhưng chỗ này mình phải hiểu chỗ trống này cần điền loại từ gì ha. Rồi, thí dụ câu ở đây ha, there are many landscapes. Landscape là danh từ. Danh từ thì trước danh từ phải dùng tính từ để bố nghĩa, cho nên chỗ này sẽ là chữ beautiful. Đó, nó cụ thể ví dụ một câu như vậy ha. Rồi, chỗ này mình sẽ lấy ra chữ là beautiful ha, beautiful chứ không phải là beauty. Beauty là danh từ, là vẻ đẹp, beautiful là đẹp. Rồi, cụ thể hơn nữa thì vào lớp nha. Mục tiếp theo là chúng ta sẽ xáo trộn các câu hoàn chỉnh. Sắp xếp từ xáo trộn thành câu hoàn chỉnh. Thì mục này chúng ta phải tập trung nghĩa, ngữ pháp. Trước hết ngữ nghĩa chúng ta phải quán triệt tất cả các từ trong đây chúng ta phải hiểu hết. Bí một từ nào là chúng ta sẽ làm bài không được. Rồi ngữ pháp sắp xếp cái nào trước cái nào sau nha. Phần tiếp theo, phần cuối cùng là viết lại câu không đổi nghĩa. Thì các dạng như thế nào đó thì ở đây giới thiệu trước. Lúc ở trên lớp luyện tập chúng ta sẽ được thầy cô giảng giải ra. Đó là những cái nội dung mà chúng ta sẽ kiểm tra. Nó hoàn toàn mới lạ so với cấp 1 các em học. Cho nên cố gắng trong 2 tuần sau được ôn tập thì phải cố gắng nghe thầy cô giảng bài và về nhà phải cầm cái tài liệu này luyện đi luyện lại nhiều lần cho nó quen nha. Thì lúc đó mình mới mong làm bài tốt được. Phần hướng dẫn ôn tập của thầy tới đây là kết thúc. Chúc các em khỏe, vui vẻ, học tập tốt, làm bài tốt và đạt điểm cao. Chào tạm biệt các em. Goodbye.